Ngọc Thơ, Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người Việt tị nạn tại Thái lo ngại về tình trạng đàn áp xuyên biên giới gia tăng. AFA tiếng Việt hôm 19 tháng 4 đưa tin về người Việt tị nạn biểu tình tại Bangkok để phản đối bắt cóc blogger Đường Văn Thái. Vụ biểu tình này diễn ra do có sự lo ngại về tình trạng an toàn của người tị nạn tại Thái Lan sau khi blogger Đường Văn Thái nghi bị bắt cóc. Hơn 300 người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan đã ký tên khẩn cầu quốc tế sớm định cư người tị nạn. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho hay sáng ngày 19 tháng 4 khoảng 40 người tị nạn tập trung trước văn phòng cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc UNHCR tại Bangkok để phản đối việc bắt giữ ông Đường Văn Thái cũng như yêu cầu UNHCR đưa ra biện pháp bảo vệ hiệu quả và sớm định cư những người đã có quy chế tị nạn. Người biểu tình mang theo hai biểu ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh với nội dung phản đối nhà cầm quyền bắt cóc người tị nạn và SOS, người tị nạn Việt Nam tại Thái Lan đang gặp nguy hiểm. AFA dẫn lời ông Nguyễn Văn Tráng, một người từng nhiều lần bị nhà chức trách tỉnh Thanh Hóa kêu gọi đầu thú khi đang tị nạn chính trị tại Thái Lan. Rõ ràng vụ bắt cóc ông Đường Văn Thái ở một quốc gia có chủ quyền cho thấy việc vi phạm luật pháp quốc tế cũng như tính bất chấp của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Điều quan trọng là nó phản ánh một xu hướng leo thang của việc đàn áp người bất đồng chính kiến xuyên quốc gia. Ông Lê Thương, một quân nhân xuất ngũ hiện tại đang tị nạn chính trị ở Thái Lan từ năm 2018, bày tỏ với AFA rằng không riêng bản thân tôi mà tất cả những người tị nạn ở Thái Lan hiện giờ đang có tâm lý rất hoang mang, sợ hãi liên quan đến việc ông Thái Văn Đường bị bắt cóc. Hình ảnh nhóm người Việt tị nạn tại Thái Lan biểu tình trước văn phòng UNHCR. Ông Lê Thương, đại diện cho người tị nạn, trao thỉnh nguyện thư có hơn 300 chữ ký của người tị nạn cho văn phòng UNHCR. Thỉnh nguyện thư này cũng gửi cho các chính phủ, quốc gia dân chủ, các tổ chức nhân quyền, khẳng định thông tin ông Thái xâm nhập Việt Nam từ Lào là bịa đặt và đó là cách thức nhà nước Việt Nam hợp thức hóa vụ bắt cóc ông ở Thái Lan, AFA cho hay. Có 3 yêu cầu được đưa ra trong thư ngõ bao gồm kêu gọi điều tra về vụ bắt cóc nhà báo Thái Văn Đường, vấn đề về bắt cóc các nhà hoạt động cần được thông tin rộng rãi để người dân Việt Nam được biết và lên án, thực hiện các biện pháp bảo vệ người Việt tị nạn ở Thái Lan một cách hiệu quả hơn, tránh tái diễn các vụ bắt cóc trong tương lai, nhanh chóng thực hiện việc tái định cư cho những người Việt tị nạn đã được UNHCR cấp quy chế để người tị nạn đến một quốc gia an toàn hơn Thái Lan. Hình ảnh Đường Văn Thái, một người tị nạn tại Thái bị bắt cóc dẫn giải về Việt Nam. Blogger Thái Văn Đường, tên thật là Đường Văn Thái, mất tích vào chiều tối 13 tháng 4 khi đang tị nạn chính trị tại Thái Lan. Tuy nhiên, Công an Hà Tĩnh sau đó thông báo đã bắt giữ ông vào chiều ngày 14 tháng 4 khi ông Thái xâm nhập trái phép vào Việt Nam. Bạn bè nghi ngờ ông bị mật vụ Việt Nam bắt và dẫn giải về, AFA cho biết. Tuy phải đối mặt với đàn áp xuyên biên giới ngày càng gia tăng của bộ máy an ninh Việt Nam và sự bắt giữ của cảnh sát Thái Lan, người tị nạn Việt Nam nhận được sự giúp đỡ rất ít ỏi của UNHCR. UNHCR chỉ khuyến cáo người tị nạn sống lặng lẽ và chuyển nhà khi có dấu hiệu mất an ninh. Mỗi khi gặp sự đe dọa, người tị nạn gọi điện thoại cho văn phòng của cơ quan này nhưng rất ít khi có người nhấc máy. AFA dẫn lời của bà Race Bùi, một người hoạt động nhân quyền độc lập, người Mỹ gốc Việt ở Bangkok. Hiện có khoảng 1.500 người tị nạn đến từ Việt Nam đang sống ở nhiều tỉnh và thành phố của Thái Lan. Bên cạnh đó, AFA cho biết từ ngày 18 tháng 4, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ ra thông cáo báo chí kêu gọi Hà Nội trả tự do cho ông Đường Văn Thái và chấm dứt mọi nỗ lực sách nhiễu và bắt giữ người lưu vong. CPJ cũng dẫn lại trường hợp của blogger Trương Duy Nhất bị bắt cóc về Hà Nội sau khi đã đăng ký nộp hồ sơ xin quy chế tị nạn chính trị tại Thái Lan. Theo thống kê của CPJ, Việt Nam giam giữ ít nhất là 21 nhà báo vì hoạt động báo chí của họ. Con số này chưa kể đến blogger Nguyễn Lân Thắng của AFA và ông Đường Văn Thái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Người Việt tị nạn tại Thái lo ngại về tình trạng đàn áp xuyên biên giới gia tăng. Ngọc Thơ Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cần chấm dứt săn lùng người tị nạn Thái Lan. Ngày 18 tháng 4, BBC tiếng Việt có bài Tị nạn ở Thái Lan, Thái Văn Đường bị bắt cóc hay xâm nhập trái phép về Việt Nam của tác giả Bùi Thư. Bài viết đề cập đến việc YouTuber Thái Văn Đường có tên khai sinh là Đường Văn Thái mất tích Theo đó, từ 17 giờ ngày 13 tháng 4, bạn bè của ông Thái đã mất liên lạc với ông và ngày 14 tháng 4, họ đăng tin tức trên mạng xã hội Facebook nghi ngờ ông đã bị bắt cóc đưa về Việt Nam. Hình ảnh bài trên BBC tiếng Việt. Trong khi đó, BBC cho hay ngày 16 tháng 4, Cổng Thông tin Điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo chiều ngày 14 tháng 4, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đối tượng không có giấy tờ tùy thân xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1. Đối tượng khai nhận tên Đường Văn Thái, sinh năm 1982, quê quán thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết việc tạm giữ nhằm điều tra theo quy định của pháp luật. BBC đã tìm cách liên lạc với Công an Hà Tĩnh nhưng họ nói rằng họ không có thẩm quyền phát ngôn về vụ ông Đường Văn Thái. Theo BBC, ông Thái đã sang Thái Lan tị nạn từ năm 2019 và đã được Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR cấp quy chế tị nạn vào tháng 7 năm 2020. Ông Thái mất tích chỉ một ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Việt Nam, cho dù trước đó Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Lân Thắng, người bị kết án 6 năm tù vì tội chống phá nhà nước. BBC dẫn lời ông Nguyễn Xuân Kim, một người thân thiết với ông Đường Văn Thái ở Thái Lan, nói rằng vào ngày 6 tháng 4, ông Thái có bày tỏ nỗi lo lắng về an nguy của mình sau khi đăng tải những video về chuyện chính trị đấu đá ở Việt Nam. Đồng thời, BBC cho biết trong số 5 người bạn của ông Đường Văn Thái mà BBC tiếp xúc, ai cũng khẳng định chưa bao giờ ông Thái chia sẻ về dự định hay nguyện vọng trở về Việt Nam với họ. Những người bạn của ông Thái cũng cho rằng việc ông Thái bị bắt cóc về Việt Nam là do kênh YouTube của ông đã đá động đến những vấn đề thâm cung bí sử trong nội bộ chính trị Việt Nam. Theo BBC, báo Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân có rất nhiều bài viết từ năm 2021 gọi Đường Văn Thái là con rối lưu vong, chống phá đất nước. Và ông bị quy cho nhiều bài viết, phát ngôn thổi phồng, xuyên tạc, chống phá đảng và nhà nước cũng như bôi nhọ quan chức. BBC cũng dẫn lời bạn bè của ông Thái cho biết ông mới trải qua một cuộc phỏng vấn với UNHCR về việc định cư ở nước thứ ba. Hình ảnh Đường Văn Thái, một người tị nạn tại Thái Lan vừa mới bị bắt cóc hôm 13 tháng 4. Việc một người Việt Nam có cơ chế tị nạn ở Thái Lan bị mất tích làm cho nhiều người khác cũng lo lắng về an nguy của mình, nhất là khi chính phủ Thái Lan không ký công ước về người tị nạn. Điều này đồng nghĩa dù có thẻ của UNHCR, người tị nạn cũng không được hợp pháp ở Thái Lan và vẫn có nguy cơ bị cảnh sát di trú Thái Lan bắt giữ vì ở quá hạn. Bà Thu Phương cũng như những người tị nạn mà BBC tiếp xúc bày tỏ lo lắng về an nguy của mình sau vụ ông Đường Văn Thái. Theo bà, những người tị nạn tại Thái có nguy cơ trở thành mục tiêu bất cứ lúc nào. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, khẳng định với BBC ngày 17 tháng 4 rằng ông Đường Văn Thái sống ở Thái Lan với tư cách là người tị nạn được UNHCR công nhận, bảo vệ đầy đủ quyền, và đó là điều không phải bàn cãi. Ông Phil Robertson yêu cầu chính phủ Thái Lan phải ngay lập tức điều tra vụ việc này và cần chấm dứt săn lùng người tị nạn tại Thái Lan. BBC cho biết thêm vào tháng 2 năm 2023, đạo luật phòng chống và chấm dứt tra tấn và cưỡng bách mất tích ở Thái Lan đi vào hiệu lực. Luật này cấm các quan chức đuổi bỏ, trục xuất hoặc dẫn độ một người sang một quốc gia khác, nơi họ có thể đối mặt với nguy cơ bị tra tấn, đối xử tàn nhẫn, phi nhân đạo hoặc cưỡng bách mất tích. BBC dẫn phát ngôn của Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 17 tháng 4 rằng họ vô cùng quan ngại trước tin tức từ Việt Nam cho thấy Đường Văn Thái, một YouTuber và người tị nạn được UNHCR cấp cơ chế sống ở Thái Lan nhưng hiện bị cảnh sát giam giữ ở Việt Nam. Những người tị nạn Việt Nam sống ở Thái Lan đã trốn chạy khỏi Việt Nam vì sự đàn áp của chính phủ phải được bảo vệ và không nên sống trong sợ hãi thường trực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin cần chấm dứt săn lùng người tị nạn tại Thái Lan. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d